cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Ngay sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong cuộc họp báo tại thành phố Cáp Nhĩ Tân của Trung Quốc rằng về những gì đang diễn ra tại mặt trận Kharkov, đây là lỗi của Ukraine khi họ liên tục pháo kích các khu vực dân cư ở biên giới. Tôi từng cảnh báo công khai rằng Nga sẽ phải thiết lập vùng đệm an ninh nếu điều này tiếp diễn. Ông chủ điện Kremlin khẳng định các đơn vị Nga đang duy trì đà tiến quân và tuân thủ kế hoạch tác chiến đã đề ra. Khi được hỏi liệu lực lượng Nga có ý định kiểm soát thành phố Kharkov lớn thứ hai của Ukraine hay không, ông Putin nói rằng không có kế hoạch nào như vậy vào thời điểm này. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sisky nói rằng lực lượng Nga đã mở rộng vùng giao tranh lên 70 km, buộc Kiev phải đưa thêm nhiều lữ đoàn dự bị vào tham chiến. Ông nhận định giao tranh ở mặt trận Bắc và Đông Bắc Ukraine có thể tăng nhiệt trong thời gian tới, do Moscow có thể mở thêm mũi tiến công nhằm vào tỉnh Sumy lân cận. Tổng thống Putin hồi tháng 3 tuyên bố quân đội Nga vào thời điểm nào đó sẽ phải thiết lập vùng đệm ở Ukraine nhằm ngăn đối phương tấn công vào lãnh thổ Nga. Ông không giải thích rõ về khái niệm này nhưng tuyên bố vùng đệm phải đủ lớn để các khí tài phương Tây cung cấp cho Ukraine không thể chạm đến biên giới Nga. Trong khi đó, hồi tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dường như phát đi tín hiệu rằng Nga có ý định sẽ giành quyền kiểm soát thành phố Kharkov ở phía đông bắc Ukraine. Điều này khiến ông Lavrov trở thành quan chức cấp cao đầu tiên của Nga xác định thành phố Kharkov là mục tiêu tiềm năng. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK cho biết trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Nga, ông Lavrov nói rằng thành phố lớn thứ hai của Ukraine có vai trò quan trọng trong kế hoạch của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tạo ra một vùng đệm phi quân sự để bảo vệ các khu vực biên giới Nga khỏi các cuộc tấn công của Ukraine. Mặt khác, tư lệnh NATO Christopher Cavoli nói, ông không tin Nga triển khai đủ lực lượng cần thiết để tạo ra đột phá ở khu vực Kharkov, đông bắc Ukraine. Ông nhấn mạnh lực lượng Nga không có đủ số quân cần thiết để thực hiện bước đột phá chiến lược quan trọng hơn là họ không có kỹ năng và khả năng để hoạt động ở quy mô cần thiết, tạo ra bước đột phá và đạt được lợi thế chiến lược. Nga tuần trước phát động cuộc tấn công biên giới vào khu vực Kharkov, kiểm soát được nhiều ngôi làng trong khu vực. Ông nói, đề cập tới lực lượng Nga, họ thực sự có khả năng đạt được những bước tiến mang tính cục bộ và đã làm được một số điều đó, họ cũng đã gây ra những tổn thất Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay các đơn vị Ukraine đều đủ đạn pháo, chấm dứt cơn khát vũ khí đã khiến họ hứng chịu nhiều tổn thất. Lần đầu tiên trong cuộc xung đột, không có lữ đoàn nào phàn nàn rằng họ không có đạn pháo. Điều này đã diễn ra trong hai tháng qua. Hồi tháng 2, Tổng thống Séc Pet Paven thông báo nước này, Đan Mạch và Canada đã xác định được nguồn cung gồm nửa triệu quả đạn pháo 155mm và 300.000 quả đạn 122mm ở bên ngoài châu Âu để mua và viện trợ cho Ukraine. Tổng thống Zelensky cho biết sáng kiến do Cộng hòa Séc dẫn đầu đã đạt tiến triển dù các bên vẫn sẽ phải tiếp tục nỗ lực hết sức. Tổng thống Zelensky nói, chúng tôi đang đàm phán về vấn đề tiền bạc với các đối tác Lãnh đạo Ukraine cũng tiết lộ các bên đã khởi xướng một sáng kiến mới, trong đó các đối tác của Kiev sẽ tài trợ cho hoạt động sản xuất phương tiện bay không người lái drone và thiết bị tác chiến điện tử của nước này. Ông cho hay hiệu suất kỹ thuật của drone Ukraine ngày càng tăng lên. Chúng tôi đang bắt đầu sản xuất lượng lớn khí tài này, song chưa có tiền. Trước đó, Ukraine liên tục cạn kiệt nguồn cung cấp trầm trọng, bao gồm cả đạn dược cho pháo binh và phòng không do Mỹ liên tục trì hoãn viện trợ trong 6 tháng qua nhiều chuyên gia và giới chức phương Tây cho rằng tình hình ngày càng tồi tệ đối với Ukraine và nước này có thể thua trong cuộc chiến trước Nga nếu không nhận được nguồn viện trợ đầy đủ và kịp thời. Tướng Christopher G. Cavoli, người đứng đầu Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, đã cảnh báo rằng Nga có thể nhanh chóng giành chiến thắng trong cuộc chiến nếu Ukraine không nhận thêm viện trợ. Đồng thời, ông Cavoli chỉ ra rằng hầu hết số tiền được phê duyệt cho Ukraine sẽ vào túi các công ty Mỹ. Ukraine kêu gọi Mỹ tiếp tục hỗ trợ, đồng thời lập luận rằng Ukraine đã chứng minh rằng với đủ nguồn viện trợ, nước này có thể chống lại Nga. Tất cả những gì Ukraine cần là sự hỗ trợ vững chắc như lời hứa hẹn. Tổng thống Volodymyr Zelensky từng chia sẻ rằng nếu Ukraine không nhận được khoản viện trợ quân sự, Kiev sẽ buộc phải rút quân từng bước. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, không có hỗ trợ từ Mỹ có nghĩa là chúng tôi không nhận được hệ thống phòng không tên lửa Patriot, thiết bị gây nhiễu cho tác chiến điện tử đạn pháo cỡ nòng 155mm. Vậy chúng tôi sẽ phải lùi lại, rút lui, từng bước một theo bước nhỏ. Chúng tôi đang cố gắng tìm cách để không phải rút lui. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói nước này đang làm mọi cách để có thể cung cấp các hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, trong khi Kiev yêu cầu ít nhất hai hệ thống Patriot trong thời gian tới để bảo vệ riêng Kharkov. Tuy nhiên, phía Mỹ chỉ có thể cung cấp cho Ukraine tối đa một hệ thống Patriot và phương án này vẫn đang trong giai đoạn xem xét. Cũng theo Ngoại trưởng Blinken, mặt trận Kharkov là một trong những ưu tiên cấp bách hiện tại, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi kế hoạch tăng cường viện trợ cho Ukraine đang được thực hiện một cách khẩn trương. Kharkov là thành phố lớn thứ hai của Ukraine và là thủ phủ của tỉnh Kharkov ở phía đông Ukraine. Kể từ ngày 10 tháng 5, quân đội Nga đã mở một chiến dịch quân sự mới ở khu vực này sau khi rút khỏi Kharkov vào tháng 9 năm 2022. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã giành được quyền kiểm soát Grubokoy và Rukiasi, hai ngôi làng gần biên giới Ukraine-Nga. Trước tình hình chiến sự ở Kharkov, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14 tháng 5 đã đề nghị phía Mỹ viện trợ khẩn cấp hai hệ thống phòng không Patriot. Kể từ đầu cuộc xung đột, Mỹ đã viện trợ cho Ukraine một khẩu đội Patriot, còn Đức và Hà Lan đã chuyển giao cho Kiev một khẩu đội Patriot vào năm ngoái. Tuy nhiên, tính đến năm 2023, quân đội Ukraine chỉ còn vận hành một khẩu đội Patriot, số còn lại bị hư hại hoặc phá hủy trong các cuộc tấn công của tên lửa siêu thanh Nga. Mỗi khẩu đội Patriot có chi phí khoảng 1 tỷ đô la Mỹ, bao gồm một trạm radar, trạm điều khiển và các bệ phóng tên lửa di động xe tải cùng nhiều phương tiện hỗ trợ khác. Mặc dù gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ vừa được Quốc hội Mỹ thông qua có thể chi trả cho một số hệ thống tên lửa này, nhưng Mỹ và các nước đồng minh hiện không sẵn có các khí tài dư thừa để chuyển đến Ukraine. Theo số liệu do cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ tổng hợp năm ngoái, Mỹ có khoảng 60 khẩu đội Patriot đang hoạt động. Theo Raytheon, Công ty cùng sản xuất hệ thống này với Rocket Martin và đến 18 quốc gia khác vận hành Patriot, có khoảng 250 khẩu đội đang hoạt động trên khắp thế giới. Tổng thống Zelensky trong một tuyên bố vào tháng trước rằng Ukraine sẽ cần 25 khẩu đội Patriot, mỗi khẩu đội có từ 6 đến 8 bệ phóng. Tuy nhiên, ông Zelensky sau đó sửa đổi con số này xuống còn ít nhất là 7 hệ thống bình luận về vấn đề này cố vấn an ninh quốc gia mỹ jake sullivan khẳng định washington sẽ không thực hiện bất cứ thỏa thuận nào có thể dẫn đến sự suy yếu an ninh của chính nước này về phía nga nước này đã nhiều lần lập luận rằng không một hệ thống vũ khí nào của phương tây có thể thay đổi kết quả cuộc xung đột ukraine thay vào đó điện kremlin cảnh báo những vũ khí này sẽ chỉ kéo dài tình trạng đổ máu và làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa nga và nato năng lực tác chiến điện tử của Nga gây ra nhiều vấn đề cho vũ khí chính xác Mỹ viện trợ Ukraine, khiến Washington phải tìm cách đối phó. Ukraine sử dụng nhiều loại vũ khí chính xác nhận từ Mỹ như hệ thống rocket phóng loạt dẫn đường GMLRS, phóng từ phá phản lực HIMARS và bom dẫn đường JDAM. Tuy nhiên, việc lực lượng Nga triển khai diện rộng các tổ hợp tác chiến điện tử trên chiến trường thường xuyên làm giảm hiệu quả những loại vũ khí này. Trung tướng Antonio Aguto, chỉ huy nhóm hỗ trợ an ninh Ukraine cho biết, tác chiến điện tử nhắm vào một số vũ khí chính xác nhất của Mỹ đang là thách thức. Nhiều quan chức Mỹ xác nhận vấn đề và cho biết nước này cùng Ukraine đang nỗ lực tìm cách đối phó. Bất cứ biện pháp nào nhằm giải quyết thách thức từ tác chiến điện tử không chỉ mang lại lợi ích cho Ukraine mà cũng giúp Mỹ xử lý những mối lo ngại trong lúc đang chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra xung đột giữa các siêu cường. Tác chiến điện tử có thể được thực hiện bằng công nghệ ít tốn kém nhưng hiệu quả và cả Nga lẫn Ukraine đều đang sử dụng phương thức tác chiến này một cách rộng rãi. Tác chiến điện tử không chỉ được sử dụng để phá hủy các loại đạn dẫn đường chính xác, mà còn có thể được dùng để gây xáo trộn kết nối giữa người điều khiển và máy bay không người lái trinh sát hoặc tấn công. Theo Business Insider, trong quân đội Nga, có lẽ mối quan tâm đến việc sử dụng tác chiến điện tử trong chiến đấu ngày càng tăng, đặc biệt là trong khoảng một năm trở lại đây, vì phương thức tác chiến này rất hiệu quả trong việc chống lại những loại vũ khí chính xác do Mỹ cung cấp. Business Insider trước đó dẫn lời một chuyên gia quốc phòng cho rằng cuộc chiến ở Ukraine là một cơ hội tình báo và mang đến cho Mỹ cơ hội tìm hiểu cách thức hoạt động của các loại vũ khí chính xác của nước này trước các mối đe dọa hiện đại như tác chiến điện tử. Đó không phải là lý thuyết, mà thực tế là Mỹ đang chứng kiến Nga đang sử dụng vũ khí của nước này trong một cuộc chiến thực sự. Đại tá Thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu, Mark Kansian, hiện là cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Mỹ cho hay. Bộ Quốc phòng Mỹ đang nỗ lực khắc phục những mối đe dọa từ tác chiến điện tử bằng cách tập trung vào các lựa chọn như tạo ra các tín hiệu mạnh hơn, có khả năng vô hiệu hóa những nỗ lực gây nhiễu. Bất chấp thách thức, Mỹ không nên loại bỏ hoàn toàn vũ khí chính xác của mình để phòng trường hợp một ngày nào đó nước này rơi vào cuộc chiến với một nước khác, có thể là Nga hoặc Trung Quốc. Những nước gần như chắc chắn cũng sẽ sử dụng tác chiến điện tử, theo Business Insider. Tại một sự kiện truyền thông hồi đầu tháng này, ông Dodge Bush, đứng đầu bộ phận mua sắm của lục quân Mỹ nói rằng không có gì đáng ngạc nhiên khi Nga có thể gây nhiễu vũ khí của Mỹ ông khẳng định đây là một phần trong chu kỳ liên tục về đổi mới của cả hai bên đồng thời cho hay mỹ học được rằng với bất kỳ loại vũ khí chính xác nào bạn cần có nhiều cách để dẫn nó tới mục tiêu